Ghi nhận của phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng, đến 8 giờ sáng 13 tháng 6, đám cháy tại khu nhà xưởng của công ty Scavi Huế thuộc khu công nghiệp Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế cơ bản được khống chế. Lực lượng chức năng tiến hành phun nước làm nguội và điều tra nguyên nhân. Lực lượng chữa cháy đã triển khai theo 4 mũi, đó là mũi trực diện vào khu vực nhà xưởng, mũi ngăn cháy lan vào khu vực nhà kho, mũi ngăn cháy lan vào khu vực nhà xưởng, mũi làm mát, bảo vệ để không lửa sang kho chứa có diện tích khoảng 4.000 m2 và nhà xưởng có diện tích khoảng 3.000 m2. Song do diện tích đám cháy lớn có khả năng cháy lan nên Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị Công an tỉnh Quảng Trị chi viện 2 xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ tham gia chữa cháy, phối hợp triển khai công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Tại hiện trường khu vực xảy ra vụ cháy rộng lớn và có các trang thiết bị máy móc, nguyên vật liệu, hàng hóa phục vụ cho việc sản xuất quần áo các loại của công ty Scavi gần như bị thiêu rụi. Rất may vụ cháy không có thiệt hại về người.